Nhà vườn bonsai Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh à. Thì giao lưu với bà con bữa nay có một số cái cây bonsai giá rẻ nha bà con. Rồi hàng tranh tranh gỗ khảm nha, ở hàng gốm luôn nha bà con. Gốm Đồng Nai, gốm Tàu nha. Để giao lưu với bà con mình. Thêm cây đào Phúc Kiến, linh sam sam trái me, linh sam chiêu thủy. Thì bà con mình liên hệ mua hàng qua số điện thoại là 0939 442212. Số thì có để trên phần màn hình nha. Bà con mình ưng ý chọn lựa cây, kết bạn Zalo để có hình ảnh chi tiết nha. Rồi mã số 1 đầu tiên nay là mã số 33 nha bà con. Ở là một cây chú thủy nuôi gà công. Thì cái mã số em tiếp theo những clip trước nha. Đây cây này thì đã phơm tay tán rất là đẹp luôn. Cốt cành to, mặt cắt không còn. Thì cây này đã mâm tay nha. Làm hoàn thiện đó rồi, cành rất là đẹp luôn. Rồi đo thông số chiều cao đây. Thì lưu ý cái này đi thì em không có xếp chậu nha. Em bó bầu cho đi. Đây nó hoàn thiện hết rồi, nó cực kỳ già cây. Cao là 72. Cao là 72, tán ngang. Ngang là 71. Đây mặt cắt ở trên đây này. Đây phơm tay đây rất là dày ha, lạc ra lên san hô hết rồi. Quanh là 23. Quanh là 23 nha. Đế là 40. Đế 40, cành gớt này nuôi rất là lâu mới được gì nha. Đây. Bà con mình nhìn dàn xương nó đây, rất là dày dặn luôn. Cái này mã số 33 em giao lưu với bà con có giá là 2 triệu, em bao ship bó bầu cho đi nha. Bao ship toàn quốc cho mình luôn, giá 2 triệu nha. Mã số 33. Rồi tiếp theo mã số 34. 34 thì em có một cây kim quýt phơm tàn ấm mịn, cốt cành to cực kỳ già. Cái này nuôi rất là lâu rồi nha bà con. Thì đường thân rộng chữ C nhẹ rất đẹp nha. Cái này thì em giao lưu em bó bầu cho đi nha. Chiều cao cây. Cao là 50. Cao 50, tổng chiều dài tán 64. 64 nha. Sâu là 45. Tán ngang là 45. Hoành là 21. Hoành là 21 nha. Đế là 53. Đế là 53, cái này có một cái quá già luôn ha. Đó thì trên thẹo đầu nó có tác miếng da nhẹ nha. Ở đế này thì bà con về có thể mình cắt gọn gàng lại cũng được ha, hoặc là không thì mình có thể mình chồng mình chôn lên cao một tí. Đây chỗ này tạt miếng nha, nó sành nó rất là cứng luôn. Thì cây này nuôi rất là lâu đời mới được cây gì. Thì kim quýt em giao lưu bà con mình có giá là 1 triệu 8, em bao ship toàn quốc bỏ bầu cho đi nha. 1 triệu 800 ngàn, cây cực kỳ già đẹp luôn nha. Mã số 34. Rồi tiếp theo mã số 35. 35 em có một cây chú thủy nuôi gà công. Cây này thì phơm tay tán ở dưới cực kỳ già rồi. Ở trên thì đang làm ha, gần hoàn thiện nha bà con. Cây này nuôi cũng rất là lâu rồi mới được gì ha. Rồi chiều cao cây. Giá cũng rất hữu nghị nha bà con cây này. Cao là 98. Cao 98, tán ngang. Ngang 119. Ngang là 119. Hoành một thân. 23. Vị trí này nó lũa một tí xíu lỗ này nha bà con, có lũa nha. Hai thân là 45. Hoành hai thân là 45, tổng mình đế. Đế là 91. Thì cây này cốt cành to hết trơn rồi. Dần phơm trên mình nuôi mình lấy tán thời gian nó là bích trơn nha. Đây. Cốt cành quay nhẹo rất là đẹp. Cái này thì em giao lưu cả nhà mình giá 1 triệu 6, em bao ship toàn quốc nha, 1 triệu 600 ngàn. 1 triệu 600 ngàn. Rồi mã số 35 em bao ship nha, chỉ 1 triệu 600 ngàn thôi, to rất là to luôn. Rồi tiếp theo có một cây me chua, cây này rất đẹp luôn, cực kỳ già. Thì cây này xuống lá nha bà con, cây này thì nó đang lên lọt non lại lá gai nha. Khi đi thì em cũng bó bầu cho đi nha. Mã số 37 nha. Cao là 58. Ủa 36 nha, cao là 58. Ngang là 55. Ngang là 55. Hoành là 15. Hoành 15 nha, hoành đế đẹp nha. 40. Đế là 40. Thân đế đẹp, cốt cành già, nuôi cây này cũng mấy năm rồi. Anh em mà cắt tỉa gọn gàng là nhìn rất là duyên cây. Anh em giao lúa bà con giá 600, bao ship toàn quốc luôn, chỉ 600 ngàn nha, bao ship cho mình luôn, tới nhà luôn nha. Mã số 36 em bỏ bầu cho đi nha. Rồi tiếp theo mã số 37. 37 thì em lên lại cây sam này nha. Anh em xuống lá cho bà con mình thấy cái dàn xương nữa ha, dày mịn chân nha bà con, rất là đẹp luôn. Thì cốt cành to, mặt cắt thì kéo rất mạnh luôn nha. Thì cây này nuôi rất là lâu rồi mới được cái gì nha. Phơm tán đa thiên nhiên ha, cái này phơm thiên nhiên. Này theo phong cách lĩnh nam của Trung Quốc nha bà con. Chiều cao cây. Cao là 75. Cao là 75, nó ôm theo hơi cong cong thước tí xíu nha bà con. Ngang là 90. Tán ngang là không được 90 đâu. Hoành trước đi. 21. Hoành 21 nha. Hoành đế. Đế là 53. Đế 53 đó, tán ngang là 90 hả?
Đó, tán ngang này cũng dài 90 nha cả nhà. Đây, dàn xương thì khỏi chê luôn, rất là đẹp nha. Thì trên đầu nó có chút xíu tác da nha. Cái này không chậu á thì giá là 2 triệu, có chậu là nó tới 3,2 triệu nha bà con, em bao ship nha. Tại cái chậu này không 1,2 triệu rồi. Cái chậu này là chậu xưa nha, hàng chậu rồng xưa. Thì bà con mình mua chậu riêng, em bán chậu riêng. Còn mà nếu như mà mua cây cây em không chậu là giá là 2 triệu, còn cái chậu là 1,2 triệu nha. Mua riêng thì em sẽ bán riêng chậu này liền lạc ha, chậu xưa này, chậu rồng nha. Chậu này thì đường ngang thì 40 mấy ha, lọt lòng 37 nha bà con. Ngang cỡ 42 phủ bì nha, lọt lòng 37, cao 28 nha. Đó, 3,2 triệu chọn gói, cây không thì là 2 triệu nha. Cây không quá đẹp luôn, rất là nét luôn nha. Mã số 37 nha. Rồi tiếp theo mã số 38 là một cây chưa thủy nuôi rồi con. Cây này rất là duyên nét nha bà con. Cây này khi nuôi thành phẩm nó rất đẹp nha. Đế đẹp ha, đường thân cũng đẹp luôn, cốt cành đóng khá chuẩn luôn nha. Chiều cao cây cao là 40, tán ngang 48, tán ngang 48, cốt cành này to gục vịt chứ này. Hoành là 20, hoành đế 46. Đế là 46 nha. Đây, cây này thì em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 600 ngàn thôi, em bao ship toàn quốc 600. Cây đẹp nha. Cây này thì làm cái đọt nên cái rất là nét luôn. 600 ngàn, mã số 38 nha. Rồi tiếp theo mã số 39, 39 là một cây sam trái nha. Thì sam trái này em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 400 ngàn một cây, em bao ship toàn quốc luôn nha, chỉ 400. Tán mịn màng rất đẹp luôn. Cao là 20. Chiều cao là 20, ngang là 48. Ngang là 48, cây đang lên hoa lên trái nha. Dày mịn. Là 12. Hoành 12 nha. Đế là 25. Tổng hoành đế cụm là 25 nha. 400 ngàn mã số 39, em bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 40 cũng đồng giá là 400. Thì em bao ship giá 400 ngàn nha bà con. Thì một cặp thì sẽ là tính 700 ngàn. Bà con lấy một cặp mới được nha. Còn một cây là 400 ngàn, em không giảm nha. Chiều cao. Cao là 19. Cao là 19, ngang là 46. Ngang là 46, form rất là mạnh luôn. Hoành là 13. Hoành là 13 nha. Đế vô 23 cộng nha bà con. Cái này thì form tán đều đặn, dày mịn ha. Rất là dày mịn hết rồi. 400 bao ship toàn quốc, mã số 40. Rồi tiếp theo mã số 41. Mã số 41 là một cái cây trà Phúc Kiến. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá là 350 ngàn, bó bầu cho đi nha. Em bó bầu cho đi, giá 350 ngàn. Cây có chiều cao. Cao là 32. Cao là 32. Ngang chiều... là 58. Ngang là 58, em tính 50 thôi. Hoành là 12. Hoành 12 nha bà con. Cây này giá 350 ngàn, giá rất là hữu nghị cho mình chơi luôn nha. Hai nước dây rồi nha, phơm tàn ấm mịn hết rồi. Cây này thì nó rất là dễ lên hoa lên trái nha, rất là dễ lên hoa lên trái. Mã số 40 nha, 39. 41 hả? 41 nha, mã số 41. Rồi tiếp theo mã số 42. 42 thì em có một cây sam 86. Cây này rất là đẹp nha. Cái này thì được cái già cây phơm mịn ha. Tông cao, ở cành lạ khá duyên. Ở chiều cao cây. Cao là 50. Cao 50, tán ngang. Ngang là 46. Ngang là 46. Hoành. Hoành 9 nha. Cái này đế đều đẹp ha, phơm tàn làm rất là nét ha. Mịn rất mịn luôn. Thì cái này em giao lưu cả nhà mình giá 550 ngàn, em bao ship bao chậu cho mình luôn nha. 550, mã số 42, em bao ship bao chậu cho bà con mình luôn nha. Rồi tiếp theo em có một cái bức tranh chữ Phúc nha. Thì bức tranh này á, khảm ốc sà cừ nha bà con, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ đây, thì nó cũng khá là cũ rồi. Cái này em chưa vệ sinh nha, lấy gì em chưa vệ sinh. Đây, viền ốc đây, làm rất đẹp luôn, dàn tranh đỏ lửa nha. Thì có chiều cao 62. Cao 62, ngang. Ngang 42. Thì cái chữ Phúc này ở trong tổng thể là cái tích là tứ linh nha, long lân quy phụng nha bà con. Đó. Ở trên đây là rồng nha, ở dưới là lân, ở phụng đây nha, ở dưới đây là quy nha. Đó thì tích tứ linh. Dày 3 phân đố nha. Đây, mặt sau đây. Thì móc nó cũng có rồi. Thì cái bức tranh này em giao lưu với cả nhà mình có giá là 3,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 3,2 triệu một bức tranh. Ở ngoài đục trạm cái viền rất là đẹp nha. Mã số 43. Rồi tiếp theo mã số 44. 44 thì em có một cặp bình. Cặp bình này gốm là Biên Hòa nha bà con. Cái này nung lò. Thì cặp bình này là cặp bình gốm Biên Hòa nha bà con, tích là Bát Tiên nha. Cặp bình này khá là cũ rồi nha. Thì màu rất là đẹp luôn. Làm rất là chi tiết ha, đắp nổi là làm rất chi tiết. Rồi chiều cao
cao là 60. Cao 60. Miệng bình là 18. Miệng bình 18 nha. Đó, đo dính luôn hai cái quai nha bà con. Cổ là 63. Ở 63. À, bụng bình. Bụng là 86. 86 là bụng bình nha. Đế là 54. Đế là 54. Thì cặp bình này lành lặn liền lạc nha, không bị tóc nứt ha, không bị tì vết gì hết. Thì em giao lưu với cả nhà mình có giá là 4.600.000, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. 4.600.000. Mã số 44 nha. Đây. 4.600.000, em bao phí ship toàn quốc cho mình nha. Một cặp bình ở gốm Biên Hòa, Bát Tiên Quá Hải nha. Đó rồi, mình coi cái phần đế cái. Một cái thôi được rồi. Ở trường đế chứ. Ừ. Đây. Ồ. Rồi. Rồi, 4.600.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Mã số 44. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 45 cũng là mã số cuối clip nha. Thì em giao lưu với cả nhà mình một cái bình hút lọc. Bình hút lọc này thì cũng khá là gọn đẹp nha. À, gốm này cũng hàng cũ qua sử dụng rồi. Tích đó là phu thê duyên mãn nha, cặp chim công đứng trên cành đào ha. Bên đây thì cái hình một cây đó sen, lá sen nha. Thì hàng hoa văn vẽ tay rất là đẹp luôn. À, thì bình hút lọc này ở mình trưng bày trong nhà phong thủy rất là nhiều nha bà con. À, đem tài lộc về cho gia chủ ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao ôm bình là 28. Chiều cao 28, ôm bình luôn nha. Từ đích ôm lên nha. Miệng là 9. Miệng là 9. Bụng bình là nó 70. À, chôn đáy với là khoảng 39-40 nha. Đó thì cái này á, cái bụng to, ở miệng nhỏ, cổ nhỏ ha. À, hút tài lộc nha bà con. Thì cái này em giao lưu bà con mình có giá là 900, em bao ship toàn quốc nha. Này hàng qua sử dụng chứ không phải hàng xưa cũ nha. À, thì em thông báo cho bà con mình biết dễ chọn lựa nha. Thì cái bình này cũng là cuối clip, thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con mình xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.